Đức Tài. Xin chào, Đức Tài sẽ giúp mọi người hiểu hơn về đánh máy 10 ngón. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu ai là người phát minh ra đánh máy 10 ngón. Đó chính là ông Grant Edward McCurrin. Lần đầu tiên, ông dạy trong một lớp học của mình. Đánh máy 10 ngón còn có tên gọi khác là gõ 10 ngón, gõ bàn phím, gõ không cần nhìn. Bạn đang thật sự khó khăn khi đánh máy. Các thao tác trên máy tính của bạn rất chậm, không sử dụng hết 10 đầu ngón tay của mình. Ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho một kỹ năng mới. Những thao tác cơ bản phù hợp với mọi lứa tuổi. Học về những kỹ năng, kiến thức, tham gia ngày khoa học đánh máy 10 ngón. Chào mừng bạn đến với đánh máy 10 ngón cùng Nguyễn Đức Tài. Bài 1. Cách gõ và cách tập gõ bằng phím bằng 10 đầu ngón tay. Bài 1 gồm 4 nội dung: cách để tay trên bàn phím, 2. Nhiệm vụ các ngón tay trên bàn phím, 3. Cách để tay trên bàn phím đúng cách, 4. Một số lỗi sai thường gặp. Xác định vị trí các ngón tay trên bàn phím, chúng ta đặt tay trên màn hình để xác định tay trái, tay phải. Trước tiên, chúng ta giơ tay phải lên. Ở bên trái, tay phải là ngón cái, lần lượt từ trái qua phải là ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh hay còn gọi là ngón đeo nhẫn, hay còn gọi là ngón áp út, và ngón cuối cùng, ngón nhỏ nhất là ngón út. Sau khi xác định vị trí các ngón tay của tay phải, thì tay trái cũng tương tự như vậy. Ở ngoài cùng bên tay trái, phía bên trái là ngón út trái, tiếp theo là ngón nhẫn trái, ngón giữa trái, ngón trỏ trái và ngón cái trái. Chúng ta xem lại tay trái và tay phải vào bàn phím. Hai, nhiệm vụ từ ngón tay trên bàn phím. Các ngón tay được sơn màu biểu thị cho các phím. Sơn màu tương ứng trên bàn phím. Ví dụ ngón áp út có màu đỏ biểu thị cho số 1, chữ Q, chữ A, chữ Z, phím Shift, phím Cấp Lốc và phím Tab. Chúng ta nhìn bộ hình, nhiệm vụ quả xuống màu chữ Q, chữ A, Ctrl, Shift là ngón áp út bên trái. Số 2, chữ W, chữ S, chữ Z là ngón áp út bên trái. Số 3, chữ E, chữ D, chữ X là ngón giữa tay trái. Số 4, số 5, chữ R, chữ T, chữ F, chữ G, chữ C, chữ V là ngón trỏ tay trái. Hoặc qua bên tay phải, ngón trỏ bấm phím X3 hay còn gọi là phím cách. Ngón trỏ số 6, số 7, chữ Y dài, chữ U, chữ H, chữ G, chữ B, chữ N. Ngón giữa số 8, chữ Y, chữ K, chữ M. Ngón áp út số 9, chữ O, chữ L, dấu phẩy. Và ngón cuối cùng là ngón út số 0, chữ P, dấu chấm phẩy, dấu chấm và phím Shift. Và ta quan sát hình lại một lần nữa. Trên màn hình là bàn phím rời. Hai bàn phím trên laptop 15.6 inch thì có bàn phím số. Bàn phím số thì chúng ta sử dụng tay phải. Nhiệm vụ của ngón trỏ bên phải là nút 5 lắm, số 7, số 4, số 1 và số 0. Ngón giữa, dấu chia, số 8, số 5, số 2. Ngón áp út, dấu sao, số 9, số 6, số 3, dấu chấm. Ngón út, dấu trừ, dấu cộng và phím Enter. Và cách để tay trên bàn phím đúng cách. Chúng ta nhìn vào bàn phím, ngay chữ F và chữ G có hai điểm G lên. Chúng ta đặt ngón trỏ bên tay trái vào chữ F và ngón trỏ bên tay phải vào chữ G. Chúng ta thả lỏng tay trong trạng thái tự nhiên ở tư thế úp. Đặt nhẹ hai bàn tay lên bàn phím sao cho ngón trỏ tay trái đặt vào phím F, ngón trỏ bên tay phải đặt vào phím G. Tiếp theo chúng ta đặt các ngón tay còn lại giống như trên hình. Ngón trỏ bên trái chữ F, ngón giữa tay trái chữ D, ngón áp út chữ S và ngón út bên trái chữ A.
Tay phải cũng tương tự như vậy. Ngón trỏ bên phải để ngay chữ G. Chữ K ngón giữa tay phải. Chữ L ngón áp út tay phải. Ngón út tay phải dấu hai chấm. Bốn, một số lỗi sai thường gặp. Chúng ta quan sát trên màn hình các tư thế sai thường gặp. Thứ nhất là tay để không song song với bàn phím. Thứ hai, tay để quá thấp so với bàn phím. Thứ ba, tay để quá cao so với bàn phím. Để đúng cách, chúng ta phải để song song và để trên bàn phím. Chúng ta quan sát trên màn hình. Phân tích tư thế ngồi, cách để tay trên bàn phím giữa bàn nam và bàn nữ. Và bài học số 2, chúng ta sẽ phân tích rõ tư thế ngồi, cách để tay, tránh những lỗi sai khi đánh máy. Bài học số 1 tạm dừng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi.